Mới xin kính chào quý chú chị bạn. Hiện tại thì em đang có mặt trên con đường Trịnh Hoài Đức, phía giao lộ trước là đường 30 tháng 4, cắt ngang đường Trịnh Hoài Đức, gần với đây là ngay công viên chợ đêm Biên Hùng của chú anh chị. Đấy, công viên Biên Hùng. Ở đây đang đứng trước chợ đêm Biên Hùng. Hôm nay em có dịp ra đây chơi với lại mua sắm ngoài này, và sẵn về lại chia sẻ của chú anh chị bạn một số hình ảnh về chợ đêm Biên Hùng vào tối chủ nhật. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2023 của chú anh chị. Đây, ngoài trước này có cái bảng chặn ngang này, hạn chế xe cộ, xe lớn đi vô nè. Này chỉ xe gắn máy vào thôi. Thôi mình vào chợ đêm Biên Hùng mình tham quan của chú anh chị ơi. Đó. Đây là phía trước phần chợ đêm Biên Hùng thì theo em được biết thì thành lập vào tháng 12 năm 2005, đây cách đây 18 năm rồi cô chú anh chị. Ở đây thì bán rất nhiều gian hàng, đây bán túi sách da, phía đây nó chia thành hai khu vực, chia thành hai khu vực đấy, hai khu vực, một khu vực ẩm thực chứ là khu vực mua sắm của chú anh chị. Còn phía đây là công viên Biên Hùng đấy, đây bán các rất là nhiều mặt hàng. Đây, khu vực đây là đầu cổng em đi vào thì phía trước này là khu vực ẩm thực, trong đó thì cũng có bán một số mặt hàng như là đồ trang sức nè, giày dép, túi xách, ba lô phía đây đó. Thì bữa nay ngày chủ nhật em thấy người ta đi mua sắm cũng đông, nhưng mà so với những năm rồi là không đông lắm. Đây bán giày dép này, thì bán kính đeo mắt này, đây. Kính nói chung là trong tầm giá tầm 70.000 đến 200.000, là ở khu vực chợ đêm để bán giá của bình dân từ 70k đến 200k đây. Đây, bữa nay vào lúc này em đi là khoảng 8:20 của chú anh chị. Đây, phía này, phía trước này người ta bán giày dép túi xách rất là nhiều. Đó. Ở phía cuối cuối đường thì người ta bán quần áo, nón vớ, đây ba lô túi xách đây. Đây, nói chung là thấy cũng vắng đó cô chú anh chị. Bữa nay chủ nhật trời nắng đẹp không mưa mà thấy nó cũng không đông lắm. Đây người bán nước uống rồi nè, sâm, ăn cá viên chiên. Bán ẩm thực thì bán đủ loại hết trơn, có bán bún nè, rồi bán bún thịt nướng, bánh hỏi, bán bò lá lốp, nem nướng, lẩu, mì xào các kiểu. Ở đây nghe tiếng nhạc ồn quá. Khúc khu vực này họ bắt nhạc lớn. Ở đây bán bò lá lốp, bún thịt nướng, nem nướng đầy đủ. Rồi có lẩu, mì xào, các rồi có bán bún mắm miền Tây luôn nè, bún cá, vịt cút, xào me, sâm lạnh rồi. Bán rất là nhiều thứ. Nhưng mà em để ý thì nhìn hàng quán nào cũng có một vài người khách thôi. Cũng vắng thôi chứ chị. Cá viên chiên. Cá viên chiên. Nước uống đây, trà sữa Giang Châu, những cái khác đấy. Bữa nay ở hồ công viên Biên Hùng người ta không có mở cái đèn lên của cái vòi phun nước lên. Lúc trước thì ở đây người ta hay mở cái vòi phun nước vào ban đêm, nó rất là đẹp. Bây giờ thì đây trà sữa, trà đào nè, uống nào. Đồ uống này không em? Đây mình tiếp tục thôi. Đây là quầy ẩm thực cho chú anh chị thấy không? Bữa nay là ngày chủ nhật cuối tuần, trời nắng đẹp, không có mưa. Đây, đường rất là mát luôn, phố rất là mát luôn nhưng mà vắng khách lắm.
giờ đang tình hình kinh tế khó khăn, quán xá thì cũng vắng luôn chú chị, không có đông. Rồi đây là khu vực có bán quán bia nè, lẩu nè, các món chiên xào nướng hấp nè, mì xào đầy đủ. Đấy. Đây. Cô chú chưa thấy, cô chú anh chị thấy không? Lâu lâu mới có một bàn có người ăn thôi. Còn như mấy cái chỗ kia là chỉ có chủ ngồi thôi, à. Thấy chủ ngồi với nhân viên ngồi không à. Vắng, khách rất là vắng. Phía bên đây nè, khu vực phía bên đây chợ đêm nè. Đường trống rất là nhiều, không có xe cộ gì đậu hết, nhiều hết chứ. Mấy chiếc à. Đây quê à. Như lúc trước dịch thì vào cái lúc 8:30 tối này, cái đường này rất là đông luôn. Giờ thì thấy vắng. Đây, qua cái khu vực ẩm thực này chúng ta sẽ tới cái khu vực là mua sắm. Đây, tại khu cái đường chợ đêm này bán cá viên chiên rất là nhiều. Bán cá viên chiên, trà sữa, đồ thức uống, đồ ăn, ăn vặt, nói chung là ăn vặt nhiều. Đây là khu vực mua sắm nè, nói chung là các mặt hàng thì nói chung bán giá bình dân thôi, 50k, 70k, 100 đến 200 ngàn. Đó. Chung là bán rất là bình dân. Ở đây là nói chung là bán đồ nam nữ rồi kia, nó cũng các sạp hàng nó không có chia khu bán đồ nữ với bán đồ nam riêng, nhưng mà các sạp thì có cả bán đồ nam và đồ nữ chung luôn. Đây là bán kẹp, ba cái kẹp rồi nè, kẹp cài móc khóa. Rồi đây là giày dép. Nói chung là bán đồ dành cho các bạn nữ thì nhiều hơn đồ nam, nữ thì đa dạng hơn. Đây dép có 35-40k thôi, người ta vô ta lựa quá trời, đẹp quá trời luôn. Khá là nhiều luôn. Rồi tiếp tục tham quan phía bên đây. Đấy. Ở đây bán giày dép nhiều quá trời. Ở đây phía bên đây là những cái chỗ người ta đi kho hàng đồ giày dép. Các chủ sạp ở đây. Đấy. Phía bên giày dép giá rẻ này thì đông người hơn nè. Khu vực phía kia thì ít hơn, vắng. Đấy. Đây bán giày dép 70.000, 80.000, 35k. Đây bán đồ nam này, khu vực bán đồ nam, quần áo rất là nhiều. Đây mình đi dạo một vòng xong rồi quay lại cho em trai nó lựa đồ. Đây quay chia sẻ nó của chú anh chị các bạn. Đây nó cũng vắng thôi chú anh chị, cũng không đông lắm nè. Đường lúc trước mấy cái đường này là đi chen chân không lọt, bây giờ đi leo que mấy người vắng. Đây khu vực đây, bán ốp lưng điện thoại này. Đây bán ốp lưng điện thoại, bán đồ với bán đồ cho em và người lớn 100k, 80k. Đây, rất là nhiều thứ. Đây khu vực phía này thì thấy nhộn nhịp hơn. Đây bán đồ nam, bán đồ nam. Đây bán đồ lót của nam và nữ luôn. Đây quầy hàng. Còn phía bên đây là bán quần áo trẻ em với quần đồ của nữ. Đấy. Khu vực đây thì thấy nó nhộn nhịp hơn một chút xíu. Đây. Giờ chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn một số hình ảnh mới nhất về chợ đêm Biên Hùng của thành phố Biên Hòa, nằm trên đường Trịnh Hoài Đức. Ở đây thì có gần hơn
200 sạp hàng, cả gồm có khu vực ẩm thực và khu mua sắm. Đây là hoạt động vào lúc là khoảng là từ 5 giờ chiều đến 23 giờ đêm của chú anh chị. Còn ngày thường thì tầm là 10 giờ 10 rưỡi là họ nghỉ rồi, nhưng mà mấy ngày lễ, ngày chủ nhật rồi là bán tới 23 giờ đêm. Đây, ở chợ đêm thì nó nằm khoảng gần một cây số thôi của chú anh chị, khoảng một cây số đi bộ từ đầu đầu đường Trịnh Hoài Đức và cuối đường Trịnh Hoài Đức. Cuối đường Trịnh Hoài Đức thì nó cắt nhau với con giao lộ giữa Phan Đình Phùng. Một hướng tại rẽ phải là về đường Mê Quắc, một hướng thì rẽ trái là về vòng xoay đồng hồ. Đây vườn cây ở Nam. Đây, trên đây là bán đồ trang sức của nữ này, có nước hoa, rồi có đồ sơn móng tay, có mấy cục thun đồ tóc người kia, nói chung là của trẻ em và phụ nữ rất là nhiều. Nói chung là khu vực này thì chủ yếu là bán với đồ cho các bạn trẻ là nhiều, tầm từ 18, 20 tới 25 tuổi đổ lại, đó là chuyên về các mặt hàng của các bạn nhà cao, các bạn trẻ. Đây là cuối đường của chị, cuối đường cho đi Biển Hùng này, này. Đây là tới khu vực chữ xe này. Ở đây phân đồ của trẻ em, rất là nhiều đồ thứ luôn, rất là đa dạng. Nhưng mà giá cả thì nói chung là chắc các mặt hàng này lấy chợ Tân Bình, cái chợ đầu mối ở dưới rất là nhiều. Ở thành phố Hồ Chí Minh là số thành phố Nguyên. Đây, giữ xe trong nhà 5.000. Đấy. Cái khu vực giấy giữ xe là cô chú thì thấy vắng. Được có mấy chiếc Lan Hoa gọi này. Lúc trước chỗ này là khu vực ở đây là làm nguyên bãi giữ xe là đông ra tới cái cuối đường luôn. Phía bên đây cũng vậy luôn. Thậm chí họ thuê cái chỗ phía bên đây, cái nhà phía bên đây nè. Nhà văn hóa ở phía bên đây nè là họ thuê để giữ xe luôn mà cũng không đủ chỗ để. Đấy, thì bây giờ là vắng tanh vắng te. Giờ kinh tế khó khăn của chú em. Này, cái đường này cắt ngang đường Trịnh Hoài Đức này của chú anh chị. Đấy. Đấy, còn phía bên đây mình sẽ đi ngược lại là ra đầu chợ này. Rồi. Chợ đêm Biên Hùng. Em chia sẻ với chú anh chị bạn một số hình ảnh về chợ đêm Biên Hùng. Vào tối ngày chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2023 của chú anh chị. Cảm ơn của chú anh chị các bạn đã theo dõi video. Nhớ ủng hộ em một nút like, đăng ký kênh, chia sẻ với mọi người xem. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Em xin chào, hẹn gặp lại.